Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Quý Mão, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Kỵ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân dầu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Dậu từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh Kim Bạch Kim ngày Quý Mão tức can sinh chi nghĩa là thủy sinh cho mộc và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Kim Bạch Kim kỵ tuổi Đinh Dậu. Tân Dậu, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, kỵ hợi, nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày mão lục hợp với tuất, tam hợp với mùi và hợi thành một cục xung với dậu, hình tí, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi tân dậu, đinh dậu, đinh mão, tuổi xung trong tháng, tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có sao tốt, như sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý, tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi. Sao sáu trong ngày gồm có sao thiên lại, sáu mọi việc, sao nguyệt hỏa, sáu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp, sao câu trận, kỵ về an táng, sao nguyệt kín chuyển sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao thiên địa chuyển sát, Kỵ về khởi công, động thổ, sao độc hỏa, giáo đối với sợi xây, xây dựng nhà cửa, đổ mái, xây bếp. Và đặc biệt, ngày 25 tháng 4 năm 2021, tức là ngày 14 tháng 3 năm Tân Sửu ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng có mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vị chi tiết 12 con giáp, chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021, mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý, chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi tý xem tử vi cho thấy bà tuổi tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọa mạo dậu mặc dù bà tuổi tý là người rất thông minh và có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tuy nhiên đó không phải là lý do để cho bạn hay tỏ ra coi thường bạn bè và đồng nghiệp xung quanh mình cho rằng người ta chỉ mang lại nhiều rắc rối cho mình và xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi tý bạn nối năng không suy nghĩ cho nên dễ đắc tội với người khác. Vì vậy, bạn cần phải chú ý hơn trong cách giao tiếp và khi muốn góp ý với ai đó. Đừng sử dụng những từ ngữ quá nặng nề gây tổn thương cho người nghe. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi tí trong ngày Chủ nhật này, nhờ có thiên tài phù trợ mà bán mệnh làm ăn khá chi là tốt, có thể kiếm được một khoản lợi kha khá nhờ các công việc làm thêm và với bạn tuổi Tý nên có những kế hoạch về đầu tư xa xôi hơn để giúp tài chính của bạn có thêm phần ổn định và vững vàng hơn. Vai tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có tầm nhìn xa trông rộng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy không nên coi thường mọi người xung quanh tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa chú ý trong khi giao tiếp không nên nói năng nặng lời tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ dễ làm mất lòng người khác tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc nên có kế hoạch đầu tư về lâu dài hơn và đánh giá của bạn tử tí trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 58, số 70, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. từ vi tuổi sửu chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi sửu xem tử vi cho thấy bạn tuổi sửu cần phải điềm tĩnh và luôn cố gắng để tránh gây thủ trúc oán với mọi người song như vậy không có nghĩa là bạn không vướng phải rắc rối trong ngày hôm nay do tác động của tỷ kim chiếu mệnh cho nên bạn mệnh tuổi sửu dễ vướng vào tranh chấp với bạn bè đồng nghiệp gây ra và với bà tuổi Sửu nếu như bạn gặp phải tình huống này, bạn không cần thiết phải quá bức xúc và thanh minh cho chính bản thân mình bằng lời nói. Bạn hãy dùng hành động thực tế để mọi người không quản hiểu lầm và biết rõ lập trường của bạn nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Cái chuyện tình cảm giữa bạn, vợ và chồng không được như ý, đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề không thống nhất được với nhau. Tuy nhiên, sau mỗi lần mâu thuẫn, đôi bên sẽ càng thêm phần hiểu nhau hơn. Vì thế mà, bạn tuổi xỉu không nên cảm thấy quá lo lắng hay là bi quan vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim tránh gây thù chúc oán với mọi người xung quanh tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy dễ vướng vào tranh chấp với bạn bè đồng nghiệp tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa hãy cùng hành động thực tế để chứng minh bản thân mình tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không nên quá lo lắng hoặc là suy nghĩ bi quan tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc vợ chồng không thống nhất ý kiến vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 46, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Từ vi tuổi dần, Chủ nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dần, xem tử vi cho thấy công việc của bạn tuổi dần đang tiến triển khá chi là thuận lợi nhờ bạn gặp được tam hội cục giúp sức. Với bạn tuổi dần, bạn luôn là người đầu tiên tìm ra phương pháp để giải quyết thích hợp nhất cho mọi công việc, cho dù công việc đó có tưởng chừng như là rất khó khăn đi chăng nữa. Trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dần, cái mối quan hệ xã giao của bạn cũng có được sự hài hòa do bạn vốn là người có tài năng và luôn biết cách làm vừa lòng người khác. Dù có bực bội và nóng nại đến thế nào đi chăng nữa, với bạn tuổi dần cũng có thể kiềm chế được bản thân và không bao giờ to tiếng với ai. Và xem tử vi ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dần, ngày này là ngày 14 tháng 3 năm Tân Sửu là ngày Nguyệt Kỵ mùng 5 14 23 đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời nửa đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng khó mà đạt được kết quả như ý muốn vì vậy nếu như bạn tuổi dần có những công việc quan trọng thì bạn không nên thực hiện trong ngày hôm nay lùi lại ngày khác để công việc của mình gặp được nhiều may mắn thuận lợi hơn trong tương lai về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, công việc tiến trị rất thuận lợi. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, có cách giải quyết cho mọi việc dù khó khăn đến mấy chăng nữa. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, quan hệ xã giao thuận lợi, được nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, biết làm vừa lòng mọi người, được nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, không nên bắt đầu những công việc trọng đại. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 20, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi Mão xem tử vi cho thấy với bà tuổi Mão đang gặp ngày có thiên quan gây rối và cái điều này làm cho bạn tuổi Mão dễ đối diện với những kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay vì vậy bà tuổi Mão cần phải giữ lập tường của mình lập trường của mình sao cho vững vàng không nên vội tin theo những lời đồn thổi tự đưa mình vào bẫy của những kẻ tiểu nhân trong các mối quan hệ xã giao, quan hệ với cấp trên, bạn tuổi mạo cũng cần phải chú ý trong cách giao tiếp, không nên quá tự tin hoặc là hoanh hoang, thậm chí là vô thức, nói lời gây mất lòng người khác. Trước khi nêu ý kiến của bản thân, với bạn tuổi mạo cũng cần phải lắng nghe quan điểm của người khác cái đã. Trong ngày này, nếu như bạn tuổi mạo có việc cần phải xuất hành đi xa, thì bạn nên xuất hành vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng tốt để công việc của mình thêm phần được thuận lợi. Hướng tốt trong ngày hôm nay đó là hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng Tây Bắc. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa không nên quá mức bức xúc tranh cãi với người khác. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ giữ vững quan điểm của bản thân không nên tin theo những lời đồn thổi. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc chú ý tới các mối quan hệ xung quanh mình. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim không nên nói lời gây ấn tượng xấu với cấp trên. và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 34, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tuất. Từ vi tuổi thìn, chủ nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bà tử thìn xem tử vi cho thấy bà tử thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại cái điều này khiến cho bà tử thìn phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu trong ngày hôm nay và bà tử thìn khó nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người xung quanh thậm chí là còn bị phản đối quyết liệt khi đưa ra bất cứ quyết định nào trong ngày nữa và trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, rất có thể bạn nhận thấy người nhà hoặc là bạn bè không đứng cùng một chiến thuyền, chín tuyến với mình. Tuy nhiên, dù bạn mệnh cảm thấy bất mãn, mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng nên hạn chế những hành động thiếu suy nghĩ khiến cho các mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày này, bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Bạn còn nhận thấy bạn và nửa kia chưa thực sự thấu hiểu nhau, hai người đều cần phải cực kỳ kiên nhẫn, không nên nóng nảy, cố tình hoặc là vô tình nói lời tổn thương nửa kia chỉ vì những quan điểm khác biệt. Bên cạnh đó, với bà tuổi thìn, bạn biết rằng mình đang lo lắng thái quá hay không? về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa không được mọi người tin tưởng và ủng hộ từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ sẽ ra tranh chấp với bạn bè hoặc là người thân từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc không nên hành động thiếu suy nghĩ từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim vợ chồng chưa thực sự thấu hiểu từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy cần phải trò chuyện và bao dung cho nhau nhiều hơn Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 22, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi giàu, Chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Dậu xem tử vi cho thấy bà tuổi Dậu đang gặp ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này cho thấy với mối quan hệ của bạn tuổi dậu và nửa kia đang rất hòa hợp, bạn luôn chia sẻ mọi suy nghĩ và dự định trong lòng mình với người ấy và bạn tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng thuận thì có thể cùng nhau giải quyết được mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Trong ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân cũng mở lòng mình hơn với mọi người, đặc biệt là những người khác giới. Bạn nhận thấy rằng muốn tìm được người như ý thì bản mệnh cũng cần phải chủ động hơn, không nên chỉ ngồi in một chỗ chờ đợi người khác chủ động đến với mình. Và trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy bản mệnh tuổi tỵ là người có trách nhiệm với công việc nhưng lại không tham danh lợi, luôn biết hài lòng với những gì mà mình đang có. Vì vậy, bạn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của rất nhiều người, cơ hội cất nhắc trong tương lai lên vị trí cao của bạn là rất cao. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp đôi bên tin tưởng lẫn nhau. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, luôn cố gắng mở lòng với mọi người xung quanh. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc có trách nhiệm với công việc được mọi người tin tưởng tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim có cơ hội tiến xa hơn nữa trong tương lai tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có suy nghĩ cởi mở hơn trong mọi chuyện và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 71, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ, chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi ngọ xem tử vi cho thấy bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương phá cảnh báo cho bạn tuổi ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu ngày hôm nay dù bạn có khá giả dạ đến đâu đi chăng nữa mà bạn cứ tiêu tiền không kiểm soát thì túi tiền của bạn cũng sẽ vơi dần theo thời gian mà thôi trong ngày này nếu như bạn làm trong những lĩnh vực về kinh doanh buôn bán bạn vẫn cần phải tránh đưa ra những quyết định về đầu tư bởi các mối đầu tư trước mắt khó đem lại lợi ích lớn lao cho bạn vì vậy với bạn tự ngọa cần phải bình tĩnh và chờ đợi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn với mình Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng, bạn mệnh tuổi ngọ bạn và nữ kia luôn rất yêu thương và quý trọng nhau, dù đã kết hôn từ lâu hay là mới kết hôn đi chăng nữa, thì hai bạn cũng chẳng bao giờ quên hâm nóng tình cảm, cảm xúc, bạn cũng không quên giúp đỡ người kia trong các công việc ở nhà. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim cần phải chú ý trong chuyện chi tiêu dù có dư giả dạ đến mấy chăng nữa. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên chi tiêu quá hào phóng. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa không nên đưa ra những quyết định về đầu tư trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp đến với mình. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc thường xuyên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Phải đánh giá của bạn tứ ngọ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 34, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi, chủ nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021, vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho thấy bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi mão mùi phù trợ, cho nên công việc của bạn tiến triển khá chi là thuận lợi. Nhưng đôi khi vì chưa đánh giá đúng tình huống thực tế và năng lực của bản thân mình, cho nên bạn tuổi mùi lên những kế hoạch có phần xa rời với thực tế, xa rời với hiện tại, thậm chí là ảo tưởng nữa. Bù lại, bạn tuổi mùi luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người cho nên các mối quan hệ xã giao của bạn đang phát triển rất tốt đẹp. Bạn tuổi mùi đang có được cơ hội gặp quý nhân trong ngày hôm nay và rất có thể sẽ là người chỉ ra cho bạn con đường tương lai thích hợp ở phía trước. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy bạn tuổi mùi đang dành quá nhiều thời gian cho công việc xã hội mà à, thường quên mất việc quan tâm giúp đỡ nửa kia của mình. Bạn đừng có tìm cách đùn đẩy mọi trách nhiệm cho nửa kia bởi việc xây dựng mái ấm gia đình là nghĩa vụ chung của cả hai người chứ không phải riêng bên nào. Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, công việc tiến triển khá thuận lợi. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy cần phải xác định rõ ràng khả năng của mình. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, quan hệ xã hội tốt đẹp có được cơ hội gặp quý nhân, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, không nên đẩy hết công việc của mình cho nửa kia. Về đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 51, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân, chủ nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi thân, xem tử vi cho thấy bà tuổi thân đang gặp ngày có thương quan giáng họ. Cái điều này, bà tuổi thân vốn là người thông minh, tài hoa, nhưng trong ngày hôm nay lại đang có sự hiếu thắng, làm việc thiêu cảm hứng, không có kế hoạch cụ thể. Điều này khiến cho bạn thường không hoàn thành được nhiệm vụ được giao, dễ mất lòng cấp trên, bạn bè và lãnh đạo. Với bạn tuổi thân, bạn hãy là người có trách nhiệm hơn với công việc. Nếu không, bạn khó có được cơ hội để thăng tín. Tập thể là một khối gắn kết, mọi người cần phải hợp tác ăn ý với nhau và bạn không thể làm mọi việc dựa theo ý thích của bản thân mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn không được như ý muốn. Cái chuyện tình cảm giữa bạn và nữ kia có thể xảy ra sự tranh cãi trong ngày hôm nay giữa vợ chồng đang có một vài quan điểm không phù hợp với nhau và đây là chuyện thường ngày. Nhưng bạn trở nên nổi nóng và nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, bạn là người thông minh, tài hoa nhưng làm việc không có kế hoạch. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa cần phải chú ý hơn trong việc hợp tác với mọi người. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ khó có được cơ hội thăng tín, dễ mất lòng người khác. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, vợ chồng bất đồng quan điểm. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim không nên làm việc theo ý thích của bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 34, số 66, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ Từ vi tuổi giàu, chủ nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Dậu xem tử vi cho thấy dưới sự ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình sông, tí ngọa mạo dậu và cái điều này làm cho bà tuổi Dậu đang có những phản ứng nhanh nhạy và có khả năng ứng biến với nhiều tình huống rắc rối. Tuy nhiên, bạn lại quá kiêu ngạo và sẵn sàng gây gọ với những người đang có quan điểm trái ngược chiều với mình. Và hôm nay với bạn tuổi Dậu đang có được một ngày vượng vận về đào hoa cho nên bạn mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, săn đón, để ý. Tuy nhiên, nếu như bạn đã lập gia đình rồi thì bạn cần phải chủ động giữ khoảng cách với họ, đừng có để cho những sự việc ngoài lề gây tác động xấu tới chuyện tình cảm vợ chồng. Trong ngày chủ nhật này, với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cái điều này sẽ giúp cho bạn có được vận may về tài chính và có thể khiến cho bạn kiếm được một khoản tiền kha khá, khá nhờ các công việc làm thêm. Do đó, thành quả xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua là hoàn toàn xứng đáng cho bạn vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy khả năng ứng biến tốt khi đối diện với những khó khăn rắc rối tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa sẵn sàng gây gõ nội nóng với mọi người tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ được nhiều người khác giới săn đón để ý tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nên giữ khoảng cách thích hợp với người khác tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra và đánh giá của bạn tử dậu trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 38, số 41, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tốt, chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày của cục hài, cục diện ngũ hành nhị hợp nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Tuất làm ăn rất thuận lợi trong ngày hôm nay. Bạn có thể sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị. Vì vậy, bạn cần phải nhanh tay để nắm bắt lấy cơ hội, nếu như bỏ lỡ, bạn sẽ phải nối tiếc trong tương lai. Bạn mạnh tuổi hợi trong ngày Chủ nhật này luôn muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác. Xong, bạn không nên giấu giếm hoặc là lấp lím khi gặp phải sai lầm hoặc là vấn đề khó giải quyết. Vì việc này không chỉ gây hại cho chính bạn mà còn có thể ảnh hưởng tới cả công việc chung của tập thể nữa. Vì vậy, bạn nên chia sẻ để cho mọi người cùng giúp đỡ cho bạn và trong ngày chủ nhật này với bà tuổi tuất cũng đang gặp ngày có màu khác với thổ cái điều này cho thấy về cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia có thể đang có bất đồng quan điểm với một vài phương diện nào đó và bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh trở lại rồi ngồi thảo luận bởi trong lúc nóng nảy thì sẽ chẳng có ai muốn nghe theo lời của ai cả vai từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa tìm được mối đầu tư có lợi tài lộc hanh thông, tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nhanh chóng nắm bắt được cơ hội không nên chần chừ do dự tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc không nên cố tình chia dấu sai sót hoặc là vấn đề khó giải quyết tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim vợ chồng cần thống nhất quan niệm với nhau tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy chia sẻ những khó khăn với mọi người và đánh giá của bạn tử tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 46, số 59, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi hỏi xem tử vi cho thấy bà tuổi hỏi đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng cái điều này đối với những bạn đã lập gia đình rồi sẽ có được một ngày khá yên bình bạn luôn tin tưởng vào tất cả những thành viên trong gia đình của mình kể cả khi có vấn đề gì xảy ra mọi người cũng sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm ra ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể và trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, có thể nhận được những tín hiệu tích cực từ những người khác giới. Và bạn tuổi hợi hãy mở lòng mình hơn để nhận ra được những ưu điểm của người khác, chứ không nên chăm chăm vào khuyết điểm của mọi người. Trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi hợi, lại đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh cho thấy với bạn đang có được tinh thần trách nhiệm cao, dễ nhận được sự tin tưởng của bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên bạn luôn hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao cho nên có thể sẽ à, được chịu trách nhiệm trong những công việc quan trọng hơn nữa. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, gia đình quan tâm chăm sóc lẫn nhau, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ đối với những bạn đang quản độc thân, được săn đón, hãy mở lòng mình hơn với mọi người, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, không nên chỉ chú ý tới những khuyết điểm của người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim nhận được sự đánh giá tốt của cấp trên. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy thời điểm thích hợp để cho bạn khẳng định giá trị của bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 74, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.